Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức 24h TV. kính chúc quý vị sẽ có những phút giây thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm của riêng mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24h TV. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, xin kính mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Ma men không đo nồng độ cồn, còn rút thẻ quân nhân dọa cảnh sát giao thông. Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển ở Phú Quốc. So xa người cha nghèo ở Nghệ An được tặng tấm vé máy bay hạng thương gia để kịp về đám tang của con gái tạm giữ hình sự hai anh em ruột cho vay nặng lãi lên đến 600% một năm ở Bình Dương. Khởi tố hai chú cháu nhiều lần mang ô tô trộm trâu trong đêm ở Thái Nguyên. Diễn biến bất ngờ vụ nguyên giám đốc Agribank Bến Thành bị đề nghị tử hình. Từ mẹ và vợ bị phun nước, người đàn ông ném đá trọng thương hàng xóm bị khởi tố. Sau đây kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Ma men không đo nồng độ cồn còn rút thẻ quân nhân dọa cảnh sát giao thông. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 4 trao đổi với phóng viên, một chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 7 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã trình hồ sơ lên lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông để tiến hành xử lý một người đàn ông có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông nhưng không chấp hành kiểm tra, còn tự xưng là quân nhân và quát mắng cán bộ làm nhiệm vụ. Trước đó, khi tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 7 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Tổ Hữu, đoạn thuộc địa phận quận Nam Tử Liêm, Hà Nội, thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy, nhãn hiệu Honda SH có biểu hiện say xỉn, đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra xử lý. Tuy nhiên, ngay sau khi dừng phương tiện, người đàn ông này tự xưng là quân nhân, lên giọng quát mắng các cán bộ trong tổ công tác và xuất trình một thẻ liên quan đến quân nhân, có tên Dương Minh Khờ, 45 tuổi, chú quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau nhiều lần yêu cầu ông Khờ chấp hành đo nồng độ cồn, người này mới thực hiện, nhưng đo kiểu chống đối, ngậm ống chứ không thổi. Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản với hành vi vi phạm của ông Khờ, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định. Lỗi của ông Khờ sai đến đâu, xử lý nghiêm theo quy định đến đó, vị chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 7 cho hay. Chuyển sang tin tiếp theo, bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển ở Phú Quốc. Ngày 20 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, vào lúc 2 giờ cùng ngày, Tổ công tác Đội Biên phòng Cửa khẩu An Thới, thành phố Phú Quốc, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 4 phụ nữ lạ xuất hiện tại khu vực cảng cá An Thới. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác xác định đây là những người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Campuchia vào địa bàn nên đưa về đồn làm việc. Qua điều tra nhanh, 4 cô gái trên là DKN 21 tuổi quê Bạc Liêu, NTKZ 27 tuổi quê Bình Định, DTI 29 tuổi quê Tuyên Quang, DTHT 29 tuổi quê Bình Phước. Cả bốn người trên đi trên một tàu nhập cảnh trái phép vào địa phận Phú Quốc. Đi cùng với họ còn có một phụ nữ khoảng 35 tuổi và có một người đàn ông nói tiếng nước ngoài. Tuy nhiên khi tàu cập cảng An Thới thì người phụ nữ đi đâu không rõ, còn người đàn ông không lên bờ mà tiếp tục theo tàu đi ra biển. Tổ công tác ngay sau đó phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các quán ăn, khách sạn, nhà nghỉ. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, cưỡng chế được người phụ nữ tại một khách sạn thuộc phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Những người này khai nhận do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở Campuchia nên tìm cách về Việt Nam. Họ thuê tàu trở về Phú Quốc với chi phí từ 1.000 đến 1.200 đô một người. Sau khi thỏa thuận giá, họ được một người đàn ông chở bằng tàu cá xuất phát từ cảng Sihanouk, Campuchia về Phú Quốc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra làm rõ, bàn giao 5 phụ nữ cho cơ quan y tế thành phố Phú Quốc đưa đi cách ly tập trung, đồng thời thông báo phối hợp với cơ quan chức năng để truy tìm người đàn ông còn lại trong nhóm nhập cảnh trái phép. Chuyển sang tin tiếp theo, xót xa người cha ở Nghệ An được tặng tấm vé máy bay hạng thương gia để kịp về đám tang của con gái. Thưa quý vị, theo tìm hiểu của phóng viên, người cha trong câu chuyện trên là anh Trần Văn Hải, 47 tuổi, quê ở xã Nghi Lân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, công nhân ở Bình Dương. Vụ việc xảy ra chiều 17 tháng 4 trên đường N5, huyện Nghi Lộc. Khi hai chị em sinh đôi là Trần Thị Thảo và Trần Thị Huyền, 18 tuổi, học sinh lớp 12, đi bộ từ nhà đến trường thì bị chiếc xe tải tông trúng. Vụ va chạm khiến người em tử vong, người chị bị thương nặng. Chia sẻ với phóng viên anh Hải kể, anh vào Bình Dương làm công nhân gần 20 năm nay. Chiều 17 tháng 4, anh đang làm việc thì nhận điện thoại của vợ báo tin con gái. Anh liền xin nghỉ việc để về quê. Vì muốn về gấp để nhìn mặt con gái lần cuối, anh nhờ người trở lên sân bay Tân Sơn Nhất hỏi mua vé chuyến bay về Nghệ An sớm nhất. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi máy bay. Lúc đó chuyến bay về sân Vinh Nghệ An chỉ còn giá vé 4,6 triệu, anh Hải lại không đủ tiền mua nên phải mua vé thường chuyến bay cất cánh lúc 20 giờ 25 phút với giá hơn 2 triệu đồng. Ngồi chờ ở sân bay tôi sốt ruột thương con nên khóc òa. Có một chú người Hà Nội hỏi chuyện tôi, rồi nhiều người biết hoàn cảnh tôi nên súng lại động viên tôi. Một người trong số đó đã mua giúp cho tôi tầm vé hạng thương gia chuyến bay về Vinh, cất cánh lúc 18h30, anh Hải nói. Khi về đến sân bay Vinh lúc 21 giờ đêm, một người đi cùng chuyến bay đã giúp Hải đón taxi về nhà. Vợ anh Hải sức khỏe yếu, cuộc sống gia đình chỉ nhìn vào đồng lương công nhân của chồng. Ngày 19 tháng 4, sau khi lo xong đám tang cho người con gái thứ, anh Hải lại phải tất bật vào bệnh viện đa khoa Nghệ An túc trực bên cô con gái đầu đang nằm điều trị tại đây, do vết thương phải phẫu thuật vợ chồng anh đang phải chạy vạy vay tiền để cứu con. Câu chuyện về tình người đầy cảm động này được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua khiến cư dân mạng rừng rừng Chuyển sang tin tiếp theo, tạm giữ hình sự hai anh em ruột cho vay nặng lãi lên đến 600% một năm ở Bình Dương. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 4, Công an thị xã Tân Uyên Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự hai anh em ruột, Ngô Văn Biên 27 tuổi, Ngô Văn Long 26 tuổi quê Nam Định để điều tra hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo điều tra của công an, Biên và Long đã cho vay nặng lãi với lãi suất từ 42% một tháng đến 50% một tháng trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Cụ thể là tháng 3 năm 2021, anh DT Quy, 21 tuổi, ngụ Bình Dương, do cần tiền đã vay 3 lần của Biên, Long với số tiền trên 220 triệu. Để được vay, anh Quy đã phải thế chấp xe ô tô hiệu Hyundai Grand i10 cho Biên, Long. Riêng vụ việc này, công an xác định đã xác định biên Long thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng. Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không vay tiền từ những chỗ vay không có địa chỉ rõ ràng. Các tổ chức tín dụng đen, các ứng dụng cho vay trên mạng Internet không giới thiệu bạn bè, người thân vay tiền của những đối tượng cho vay nặng lãi. Khi phát hiện sự việc, cần báo nhanh chóng ngay cho cơ quan công an. Chuyển sang tin tiếp theo, khởi tố hai chú cháu nhiều lần mang ô tô trộm trâu trong đêm ở Thái Nguyên. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Chuyên, sinh năm 1973 và Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1993, cùng chú tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, Thái Nguyên về tội trộm cắp tài sản. Nguyễn Minh Chuyên và Nguyễn Duy Phương là hai đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp trâu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, thời gian qua, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận nhiều trình báo của người dân về việc bị kẻ xấu lợi dụng đêm tối đột nhập trộm trâu. Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Thái Nguyên đã vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Qua quá trình trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang hai đối tượng chuyên và phương có hành vi trộm trâu trên địa bàn. Tại cơ quan công an, chuyên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do không có tiền tiêu xài, khoảng đầu tháng 3 năm 2021, chuyên đã rủ cháu ruột của mình, Nguyễn Duy Phương, đi xuống địa bàn thành phố Thái Nguyên để trộm cắp trâu của người dân, sau đó bán lấy tiền chia nhau. Để thực hiện hành vi phạm tội, ban ngày, chuyên đi xuống địa bàn các xã để thăm dò và khảo sát địa hình. Mục tiêu mà chuyên nhắm tới là những nhà dân có nuôi trâu, làm chuồng trại ven đường và cách xa nhà chủ. Khi đã xác định được mục tiêu, chờ khi tối trời, Chuyên và Phương sẽ mang xe ô tô tải đến và thực hiện hành vi trộm cắp châu. 20 giờ ngày 9 tháng 4, Chuyên điều khiển xe tải nhãn hiệu Vinasuki màu trắng, mang biển kiểm soát. 73 c 06646 chở Phương đi xuống địa bàn thành phố Thái Nguyên để trộm cắp châu. Tiếp đó, đối tượng đột nhập vào nhà người dân tại xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, dùng búa đinh phá cửa chuồng dắt châu ra ngoài, cùng Phương cho châu lên thùng xe. Chuyên lái xe chở châu về nhà qua đường Hồ Núi Cốc. Khi đi đến khu vực xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân thì bị tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện. Quá trình đấu tranh, đối tượng Chuyên và Phương còn khai nhận, từ tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2021, chúng thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp 5 con châu tại xã Thịnh Đức, xã Quyết Thắng, xã Phúc Triều. Những con châu trộm cắp được đưa về nhà của Nguyễn Minh Chuyên, sau đó bán cho một người ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Số tiền hơn 100 triệu đồng bán trâu trộm cắp, hai đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân. Được biết, đối tượng chuyên đã có hai tiền án. Hiện công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Chuyển sang tin tiếp theo, diễn biến bất ngờ vụ nguyên giám đốc Agribank Bến Thành bị đề nghị tử hình. Thưa quý vị, mới đây, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành văn bản và chuyển qua Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trưng cầu giám định và hoãn phiên tòa phúc thẩm đối với vụ án tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Bến Thành. Liên quan đến bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1960, nguyên giám đốc Agribank Bến Thành, cùng với đồng phạm. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, phiên xử phúc thẩm được mở ra. Tuy nhiên trong phần tranh luận, người bào chữa cho bị cáo Anh bất ngờ cung cấp tài liệu là bản sao giấy khai sinh của DMN sinh ngày 28 tháng 10 năm 2005 là con do bị cáo Anh sinh. Theo luật sư của Oanh, thân chủ của mình trong thời gian phạm tội khi ký các hợp đồng khống đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Bị cáo Oanh đang bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM kháng nghị tăng hình phạt từ trung thân lên tử hình. Tuy nhiên, nếu trong giai đoạn phạm tội, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, thì hình phạt cao nhất có thể áp dụng chỉ là trung thân. Do phát sinh tình tiết mới này, nên kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị hoãn phiên tòa để xác minh. Hội đồng xét xử phúc thẩm đồng ý hoãn và thông báo lịch xét xử vào ngày 22 tháng 4 tới. Tuy nhiên, với kết quả xác minh, không thu thập được hồ sơ của sản phụ là bị cáo anh tại thời điểm tháng 10 năm 2005, tài liệu đăng ký khai sinh của DMN tại ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Bình quận 1 không đầy đủ. Do vậy, theo viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa đủ cơ sở vững chắc khẳng định DMN là con ruột của bị cáo anh từ đó, để có cơ sở đánh giá sử dụng chứng cứ mới nêu trên theo đúng quy định pháp luật, viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa án nhân dân cung cấp trưng cầu cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giám định độ tuổi của DMN và giám định xác định mối quan hệ huyết thống giữa DMN và bị cáo Anh. Theo nội dung vụ án, từ năm 2008 đến năm 2012, Oanh và đồng phạm đã tham ô của Agribank Bến Thành hơn 31 tỷ thông qua các hợp đồng vay vốn khống. Bị cáo Oanh nhận hối lộ hơn 24,6 tỷ đồng từ bị cáo Lê Văn Tính, nguyên giám đốc công ty Kim Gia Thuận. Nhằm ký duyệt cho tính vay 137 tỷ đồng, dù hồ sơ không đủ điều kiện vay. Đồng phạm giúp sức cho em rể tham ô của Agribank Bến Thành hơn 8,8 tỷ. Với hậu quả trên, năm 2017 bị cáo Anh bị tuyên phạt tù trung thân về tội tham mô tài sản, tù trung thân về tội nhận hối lộ, 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tù trung thân. Bị cáo Lê Văn Tính nhận án tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank Bến Thành hơn 301 tỷ gốc và lãi, 16 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt tù trung thân. Chín bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm bị hội đồng xét xử tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 26 năm tù giam. Sau bản án sơ thẩm, 6 bị cáo kháng án kêu oan, trong đó có bị cáo Oanh, hai bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nguyên đơn dân sự là Agribank Việt Nam và có 3 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cụ kháng cáo. Cho rằng mức án tù trung thân với bị cáo Oanh là quá nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội và hậu quả gây nên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Anh từ trung thân lên tử hình về tội tham ô tài sản. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Anh một mực kêu oan và cho rằng mình không tham ô tài sản, không nhận hối lộ, đồng thời thừa nhận quá trình làm việc mình có một số sai phạm nên đồng ý phát mãi tài sản để khắc phục hậu quả. Chuyển sang tin tiếp theo, tưởng mẹ và vợ bị phun nước, người đàn ông ném đá trọng thương hàng xóm bị khởi tố. Ngày 20 tháng 4, Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Bình sinh năm 1981, trú tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, 19 giờ 15 phút ngày 7 tháng 4, ông TVM là hàng xóm đang tưới cây trước cổng nhà, sát khu vực bếp ăn của nhà Bình thì nước bắn vào người của mẹ và vợ Bình. Do bực tức vì cho rằng mẹ và vợ Bình bị ông mờ cố tình phun nước tưới làm ướt người nên Bình trèo lên nóc bếp nhằm một viên đá to ném trúng ông mờ, làm ông mờ bị thương, tổn hại 17% cơ thể. Được biết gia đình ông mờ và gia đình Nguyễn Quang Bình có phần đất giáp danh nhau, hai bên xảy ra mâu thuẫn từ 2014 đến nay. Hiện công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức 24 giờ TV của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm của riêng mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin được kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.